Cả châu Phi mở hội, Quang Linh Vlog nhận chức vụ siêu khủng tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, Phạm Quang Linh hay còn gọi là Quang Linh Vlog là một cái tên nổi bật đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Việt Nam. Anh không chỉ là một YouTuber với hàng triệu người theo dõi mà anh còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự tử tế. Với tấm lòng cao cả và những hành động ý nghĩa, Quang Linh đã chứng minh rằng sức mạnh của một cá nhân có thể góp phần làm thay đổi cả cộng đồng. Những hành động tử tế trong hành trình gieo mầm sống của anh nơi đất khách quê người đã mang hình ảnh Việt Nam gần hơn với bạn bè quốc tế, thắp lên hy vọng và khát khao kết nối văn hóa giữa các dân tộc. Gần đây, bao công sức của anh đã gặt được những quả ngọt khi Quang Linh Vlog nhận chức vụ siêu khủng tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khiến cả team châu Phi vui như mở hội. Đây có thể được coi như là một sự công nhận của nhà nước và sự tin yêu của người dân dành cho chàng thanh niên này. Có bạn nào tò mò xem anh chàng chất phát này đã nhậm chức vụ gì không nhỉ? Hãy cùng mình đón xem video ngay sau đây nhé! Điểm qua một số thông tin về anh chàng này cho bạn nào chưa biết thì Quang Linh sinh năm 1997 tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An và như bao thanh niên khác, anh đã từng mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 2016, anh quyết định rời quê hương để sang Angola làm việc. Đây được coi là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhằm tìm kiếm cơ hội và phát triển bản thân. Ngay từ những ngày đầu tiên, Quang Linh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ những khác biệt về văn hóa đến ngôn ngữ, từ điều kiện sống thiếu thốn đến cảm giác cô đơn, nhớ quê hương. Những tháng đầu tiên ở Angola thực sự là một thử thách đối với Quang Linh. Anh cảm thấy như mình lạc lõng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Những kỷ niệm về gia đình, quê hương và những món ăn truyền thống luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, Quang Linh đã tìm thấy sức mạnh và sự hỗ trợ từ những người dân Angola. Họ đã giúp anh hòa nhập và khám phá ra những điều thú vị và ý nghĩa từ cuộc sống mới. Sau thời gian bươn trải nơi đất khách quê người, Quang Linh nhận ra rằng mình không thể sống mãi là một người lao động xuất khẩu, mà cơ hội xuất khẩu lao động này có thể là giúp anh đại diện cho quê hương Việt Nam, quảng bá văn hóa Việt Nam rộng rãi ra thế giới. Anh ý thức được rằng hành động của mình có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước trong bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, anh đã quyết định góp phần cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Nhận thấy rằng người dân Angola đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp, Quang Linh đã bắt đầu tổ chức các lớp học nông nghiệp. Anh chia sẻ, nếu chỉ cho họ con cá, họ sẽ không tiến bộ được. Tôi muốn giúp họ tự lập và phát triển. Những lớp học này không những dạy cho người dân cách trồng các loại cây lương thực như ngô, khoai, sắn, mà còn truyền tải những giá trị văn hóa và kinh nghiệm của người Việt Nam. Quang Linh cũng đã tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, nơi mà mọi người có thể cùng nhau nấu nướng, thưởng thức món ăn và trò chuyện về văn hóa của hai dân tộc. Qua đó giúp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Hành trình của anh khiến không ít người khâm phục. Gần đây, bao công sức lan tỏa sự tử tế của mình, Quang Linh đã gặt hái được quả ngọt khi được mời tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Quang Linh cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội này, anh chia sẻ. Đặc biệt, sự kiện này không chỉ là một cột mốc trong hành trình của anh mà còn là thời khắc quan trọng khi Mặt trận Tổ quốc tặng anh quả khủng, một nhiệm vụ đầy trách nhiệm và vinh dự. Sự kiện chính là nơi để anh chia sẻ những ý tưởng và khát vọng về việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc từ nước ngoài. Tại đại hội, Quang Linh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối giữa những người Việt ở trong và ngoài nước. Anh kêu gọi mọi người hãy cùng nhau góp sức cho sự phát triển của quê hương, không phân biệt địa lý hay hoàn cảnh sống. Mỗi cá nhân đều có thể tạo ra sự khác biệt, anh nhấn mạnh. Qua đó thể hiện lòng yêu nước mà còn khẳng định vai trò của mỗi cá nhân trong việc xây dựng đất nước. Khi Quang Linh tham dự đại hội, sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các trang mạng xã hội. Chỉ trong vòng 1 giờ sau khi bài viết về anh được đăng tải, đã có gần 30.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Đây là một con số ấn tượng cho thấy sự quan tâm của cộng đồng dành cho một gương mặt trẻ đầy năng động như Quang Linh. Rất nhiều người đã bày tỏ sự tự hào khi thấy một người Việt Nam trẻ tuổi dám vươn ra thế giới và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Những phản ứng tích cực từ cộng đồng đã phần nào thể hiện tình cảm chân thành của mọi người dành cho anh, cho thấy sự kính trọng đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ mà anh đã bỏ ra. Những lời chúc mừng từ bạn bè, người thân và cả những khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã tạo động lực cho Quang Linh tiếp tục phấn đấu. Chàng YouTuber không dừng lại ở việc tham dự đại hội mà còn tiếp tục với những hoạt động thiện nguyện trong nước. Anh thường xuyên tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những nơi bị thiên tai tàn phá. Gần đây, trong đợt bão Jagi, Quang Linh và đội ngũ của mình đã chuyển khoản 300 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả. Tôi không chỉ là một YouTuber mà còn là một người có trách nhiệm với cộng đồng, Quang Linh khẳng định. Những hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt, góp phần khẳng định vai trò của anh trong việc xây dựng cộng đồng. Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai, Quang Linh chia sẻ rằng anh sẽ tiếp tục cống hiến cho cộng đồng như một người đại diện cho người Việt ở nước ngoài. Tôi hy vọng thông qua đại hội này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, anh nhấn mạnh. Một trong những mục tiêu lớn của Quang Linh chính là xây dựng hình ảnh Việt Nam tươi đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Trong quá trình làm việc tại Angola, anh nhận thấy người dân nơi đây rất thiện chí và có tinh thần học hỏi. Việc giúp đỡ họ là trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để anh thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Quang Linh rất chú trọng đến việc kết nối văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia nơi anh sinh sống. Việc giới thiệu ẩm thực, phong tục tập quán của Việt Nam đến với người dân Angola giúp họ tìm hiểu thêm về văn hóa Việt, tạo ra một cầu nối văn hóa mạnh mẽ. Anh đã tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, nơi mà mọi người có thể cùng nhau nấu nướng, thưởng thức món ăn và trò chuyện về văn hóa của hai nước. Đó không chỉ là việc chia sẻ món ăn, mà còn là việc truyền tải những giá trị văn hóa, những câu chuyện về quê hương, về con người Việt Nam. Anh chia sẻ với một tâm thế nhiệt huyết. Qua những buổi giao lưu này, Quang Linh đã góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa đa dạng và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân hai quốc gia. Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Quang Linh chia sẻ về những hoạt động của mình, bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến từ các đại biểu khác. Anh nhấn mạnh rằng, việc lắng nghe ý kiến từ mọi tầng lớp xã hội là rất quan trọng để đưa ra chính sách phù hợp và hiệu quả. Đại hội là nơi để chúng ta cùng nhau thảo luận, chia sẻ và xây dựng những kế hoạch cụ thể cho tương lai. Quang Linh phát biểu với sự nhiệt huyết. Trước thềm đại hội, Quang Linh đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhiều khán giả của anh đã gửi những lời chúc tốt đẹp và động viên, khẳng định rằng họ luôn tin tưởng vào những gì mà Quang Linh đang làm. Tôi cảm thấy xúc động trước tình cảm của mọi người, điều đó càng làm tôi thêm quyết tâm hơn trong công việc, anh bày tỏ. Hành trình của Quang Linh từ một thanh niên xuất khẩu lao động đến đại diện kiều bào tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà còn là biểu tượng cho sức trẻ, sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Anh đã chứng minh rằng mỗi cá nhân đều có thể tạo ra sự khác biệt, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương. Quang Linh Vlog không đơn thuần là một kênh YouTube mà nó còn là cầu nối, kết nối những người Việt ở trong và ngoài nước. Những nỗ lực của anh trong việc hỗ trợ cộng đồng và lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ trong tương lai. Hành trình của Quang Linh vẫn đang tiếp diễn và chắc chắn rằng sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ đón anh ở phía trước. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương là rất quan trọng. Quang Linh với những nỗ lực của mình đã góp phần làm cho mối liên kết này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh là người truyền cảm hứng, một đại diện cho tinh thần khát khao vươn ra thế giới của thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi tin rằng nếu mỗi người đều đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng, chúng ta sẽ tạo ra được những thay đổi lớn và tôi sẽ không ngừng nỗ lực để làm điều đó. Quang Linh khẳng định với một niềm tin mãnh liệt. Trong thời gian tới, Quang Linh dự định sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động thiện nguyện, không dừng lại ở một Angola mà còn nhiều quốc gia khác. Anh mong muốn truyền tải những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với xã hội đến bạn bè quốc tế, qua đó khẳng định được vị thế của người Việt Nam trên trường quốc tế. Quang Linh cũng không ngừng mở rộng mối quan hệ với các tổ chức cá nhân và có cùng chí hướng. Anh muốn tìm kiếm sự hợp tác để thực hiện nhiều dự án lớn hơn, từ việc hỗ trợ giáo dục cho trẻ em đến việc phát triển nông nghiệp bền vững tại các vùng nông thôn. Hành trình của Quang Linh chính là biểu tượng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự đoàn kết. Anh đã chứng minh rằng mỗi người nếu có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, những nỗ lực của Quang Linh Vlog sẽ là động lực cho nhiều người khác, khuyến khích họ vượt qua khó khăn và theo đuổi ước mơ của mình. Nhìn lại những gì Quang Linh đã làm, có thể thấy rằng hành trình của anh vẫn đang tiếp diễn với nhiều kế hoạch và dự định lớn lao. Cả châu Phi mở hội cùng Quang Linh Vlog đang tạo nên một trang sử mới trong lòng người Việt Nam, khẳng định rằng mỗi cá nhân đều có thể tạo ra sự khác biệt và góp phần vào sự phát triển của quê hương. Chàng trai sinh năm 1997 thực sự là một hình mẫu điển hình cho thế hệ trẻ hiện đại, dám nghĩ, dám làm và không ngừng nỗ lực để vươn tới những đỉnh cao mới. Hành trình của anh đã tiếp tục là nguồn động lực cho nhiều người khác, khuyến khích họ vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ và cống hiến cho cộng đồng. Hãy cùng theo dõi những bước đi tiếp theo của Quang Linh Vlog và chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải thất vọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.